chiều 29 tháng 10, Bệnh viện Quân y 120 Cục Hậu Cần tại Tiền Giang cho biết bệnh viện vừa cấp cứu giãn xử trí đất dị vật kịp thời trong họng cho bệnh nhân bệnh viện mắt 69 tuổi, ngụ thôn Quế Thành, huyện Châu Thành, Bến Tre. Thượng tá, y sĩ Phan Bá Lưu, chủ nhiệm khoa ngoại chuyên khoa của Bệnh viện Quân y 120, cho biết bệnh nhân M nhập viện trong tình trạng khó thở, nuốt đau, không ăn uống được, nặng nề ngực sau xương ướt, nói uống ớt. Sau khi xử trí xong, bệnh nhân đã khỏi lại, được tư vấn về nhà. Đây là một trường hợp khác biệt bởi miếng phao câu dịch khá lớn đã nằm kẹp cứng vào hố lê hai bên, chèn ép thanh quản và gây gian nan khi thực hiện thủ thuật. Chúng tôi phải xử lý chu đáo để không làm tổn thương thực quản, y sĩ Lưu cho biết. Theo gia đình ông M, sau khi gia đình cùng ông ăn cà ri diệt xiêm, do răng ruộng gần hết nên không đớp nhai được, ông M ngậm trong miệng miếng phao câu và vô ý nuốt nhưng không trôi, có cảm giác dứng lại như bóc xương. Ông nỗ lực nuốt thì thấy cảm giác đau, lấy nước uống thì bị sặc, khối thịt dịch rơi vào họng ông M. Cảm thấy khó thở, không nói được nên gia đình đưa đi cấp cứu giãn.